gái và mẹ vừa gói sủi cảo vừa xem TV, thảo luận tình tiết bộ phim. Con gái bê sủi cảo ra cho bố. Người bố kiểm tra miếng sủi cảo, nói vô cùng hoàn hảo. Sau khi ăn cơm, cô bé vui vẻ làm bài tập. Không ngờ tới tối gặp ác mộng cả đêm. Điều đáng sợ là khi tỉnh dậy, cô bé không phát hiện ra mình đã biến thành một con gấu mèo. Cho tới khi cô bé soi gương thì sợ hãi vô cùng, còn nghĩ rằng đó là ảo giác. Nhưng mùi vị này lại vô cùng chân thực. Cô bé vô cùng sợ hãi, chỉ biết trốn trong phòng, nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy là được rồi. Sau khi hít thở sâu, cô bé phát hiện tai mèo đã biến mất, sau đó là đuôi. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô bé biến về hình dạng ban đầu. Cô bé rất vui, nhưng lại biến thành con gấu mèo kia. Thế là cô bé phát hiện ra quy luật, chỉ cần nội tâm bình tĩnh thì có thể biến thành người. Mẹ đưa cô bé tới trường, cũng cảm thấy sự khác biệt của con gái, nên đã lén trốn sau gốc cây bên ngoài trường học nhìn con. Bảo vệ phát hiện mẹ Lin, cô giáo và các bạn đều tới xem náo nhiệt. Vào lúc nguy cấp, Lin lại biến thành gấu mèo, cô bé vội vàng bỏ chạy. Mẹ lập tức đuổi theo Lin. Một cô bé nhìn thấy Lin, vô cùng kinh ngạc, nhưng bị Lin đẩy lại vào WC, rồi cô bé lập tức chạy về nhà. Mẹ Lin vẫn đuổi theo con, Lin không thể đối diện với những chuyện này. Nhưng bố cô bé lại nói, đã xảy ra rồi sao? Bố nói gì cơ? Bố nói với mẹ rằng đã đến lúc nói cho Lin biết rồi. Cả nhà ba người tới từ đường, người trong bức tranh là tổ tiên của họ. Trong thời kỳ chiến tranh, tất cả nam nhi đều tòng quân. Tổ tiên đã cầu xin một cách để bảo vệ những người ở lại. Sau đó một ngày đầy tháng, thần linh đã đáp ứng nguyện vọng của họ, ban cho cô ấy năng lực khống chế cảm xúc, biến thành một chú gấu mèo lớn, thành công đuổi được cường đạo, bảo vệ gia đình. Từ đó về sau, năng lực này được truyền cho những đời sau. Mỗi cô gái trong gia tộc sau khi trưởng thành, trong người đều ẩn chứa một chú gấu mèo. Linh nghe xong hoảng loạn, mẹ cô bé nói có thể chữa trị được. Đợi tới khi trăng tròn thì có thể thực hiện nghi thức phong ấn gấu mèo. Gấu của mẹ Linh được phong ấn trong sợi dây chuyền này. Bố Linh xem lịch, trăng tròn tháng sau là vào ngày 25, còn phải đợi một tháng nữa. Linh cảm thấy quá lâu, mẹ nói sẽ luôn ở bên cô bé. Ba mẹ thay cho Linh một căn phòng. Linh nằm trên giường đau lòng khóc lóc. Sáng hôm sau, bạn bè tới tìm Linh, nhưng cô bé thế này không thể gặp bạn bè được. Khi nghe nói thần tượng của chúng sẽ tới thành phố này biểu diễn, Linh kích động kéo rèm ra, khiến cho ba cô bạn vô cùng hoảng sợ. Linh ôm cả ba đứa vào phòng, nói rằng mình chính là Linh, bạn của ba cô bé. Chỉ cần ba đứa không hét lên thì cô bé sẽ thả ra. Ba đứa thi nhau gật đầu. Cô bạn rất hào hứng, vô cùng thích chú gấu mèo này. Sau khi kể cho các bạn nghe xong, Linh lại buồn bã, đau lòng ngồi xuống đất khóc. Ba cô bạn lập tức đi tới an ủi. Sau khi bình tĩnh, Linh lại biến thành người. Cô bé đã tìm ra cách để khống chế cảm xúc. Chỉ cần trong lòng nghĩ tới bạn bè thì sẽ không kích động mà biến thành gấu mèo. Thậm chí họ có thể tham gia buổi diễn của thần tượng. Thông qua khảo nghiệm, bố mẹ rất kinh ngạc với năng lực khống chế cảm xúc của Linh, đồng ý cho cô bé tới trường. Nhưng vì bố mẹ không đồng ý cho đi xem thần tượng biểu diễn, nên chúng cần phải tự mình kiếm cách mua vé, mỗi người 1.200 tệ. Khi phát hiện mọi người đều thích gấu mèo, thì chúng đã tìm ra cách để kiếm tiền mua vé, đó là xem gấu mèo biến thân. Chụp ảnh kỷ niệm với gấu mèo cũng đều phải trả phí. Chúng đã cách mục tiêu mua vé càng ngày càng gần. Hôm đó các dì cũng tới để giúp gia đình Linh thực hiện nghi lễ, bà ngoại cũng rất coi trọng. Nhưng đột nhiên bạn bè Linh phát hiện ra chúng xem nhầm thời gian buổi biểu diễn, vậy mà lại cùng ngày mà Linh thực hiện nghi thức, có nghĩa là Linh cũng không thể tới xem biểu diễn nữa. Các cô bé mua 3 tờ vé, còn Linh ở nhà chuẩn bị thực hiện nghi thức. Người ta vẽ một vòng tròn quanh chỗ Linh đứng, cả nhà bắt đầu hát, vòng tròn bắt đầu phát ra ánh sáng, Linh cũng dần bay lên. Cô bé tới một rừng trúc, nhìn thấy tổ tiên của mình, tổ tiên vẫy tay mở ra một cánh cửa. Cô bé đưa tay vào, chỉ cần cố gắng đi về phía trước thì có thể tách ra với gấu mèo trong cơ thể. Linh cố gắng tách ra. Vào lúc gấu mèo sắp bị phong ấn, đột nhiên Linh quay đầu nhìn nó, gấu mèo cũng nhìn cô bé. Cô bé nhớ lại một tháng qua cùng chung sống với gấu mèo, vô cùng nhiều tiếng cười và niềm vui. Đột nhiên Linh không muốn đuổi gấu mèo đi nữa, thế là quay đầu hợp lại với nó. Mẹ nói rằng không sao, họ có thể làm lại lần nữa. Nhưng Linh lại tránh, cô bé nói muốn giữ gấu mèo, sau đó chạy ra khỏi cửa, khiến cả nhà kinh ngạc. Mọi người cố giữ Linh lại mà không được. Mẹ Linh vô cùng đau buồn, sao con gái có thể đối xử với mình như vậy. Bà càng nghĩ càng tức giận. Sợi dây chuyền phong ấn gấu mèo của bà vỡ ra theo sự mất kiểm soát của cảm xúc. Linh chạy tới nơi diễn ra buổi biểu diễn của thần tượng, rơi xuống từ trên trời tụ hội với bạn bè, nhìn thấy thần tượng của mình, Linh vô cùng kích động. Mẹ cô bé cũng đuổi theo phía sau. Điều khác biệt là gấu mèo của mẹ Linh vô cùng lớn. Bà bước vào sân vận động, cả gia đình lúc này cũng tới nơi. Điều quan trọng lúc này chính là cứu chú gấu mèo khổng lồ của mẹ Linh. Linh phụ trách thu hút sự chú ý, còn cha cô bé mau chóng vẽ hình tròn. Mẹ bị Linh đánh ngất, không hoàn toàn ở trong vòng tròn. Linh cố gắng kéo mẹ vào trong, nhưng không xi nhê gì. Bà ngoại vì cứu con gái mình, không chút do dự mà biến thân. Các dì cũng không nghĩ ngợi gì, thi nhau biến thân lên trước. 6 chú gấu mèo hợp sức kéo chú gấu khổng lồ. Quả nhiên có tác dụng. Bọn họ bắt đầu hát, nhưng tiếng hát không đủ lớn,
không có tác dụng. Vào lúc then chốt bạn của Linh dùng mic để hát, nhóm nhạc nam cũng bắt đầu giúp đỡ. Âm thanh lúc này đã đủ lớn. Nghi thức cũng đã có tác dụng. Bảy chú gấu mèo bắt đầu bay vào rừng trúc. Linh nhìn thấy mẹ lúc trẻ trong rừng trúc. Mẹ đang vì chuyện bản thân không màng điều gì mà theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng vẫn luôn làm không tốt mà tự trách bản thân. Linh an ủi mẹ, kéo mẹ đi tìm bà ngoại và các dì. Họ xếp hàng đi vào cánh cửa chia tách gấu mèo trong cơ thể. Còn Linh vẫn chọn giữ lại gấu mèo. Tổ tiên xuất hiện tươi cười với Linh, ôm cô bé bay lên bầu trời, vô cùng hài lòng với cô bé. Có sự xuất hiện của gấu mèo, từ đường nhà Linh khách khứa tới không ngớt. Theo tốc độ này, có thể rất nhanh hoàn thành được mục tiêu nho nhỏ của cả nhà. Mỗi con người đều ẩn chứa một dã thú bên trong, cho dù là trong tư tưởng hay thân thể, đều ẩn giấu mặt xấu của chúng ta. Đa số người lựa chọn giấu mãi, còn tôi chọn bộc lộ con thú bên trong nội tâm mình. Còn bạn,